Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 6 phục sinh năm B Thánh Vịnh 97. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 97, một sáng tác của nhạc sĩ Mi Giang Chúa Đã công bố và một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Lâm. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân, hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện những việc lạ lùng tay mặt. Cánh tay thanh thiện của người, Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân. Chúa đã công bố hồng ân cứu rỗi và tỏ đức công trước mắt toàn dân. Chúa dù tình nhớ lại lòng nhân ai, và lời hứa xưa với Israel. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt dân mọi nơi, tận cùng cõi đất đã được thấy hồng ân Đức Chúa của ta. Khắp địa cầu hãy reo mừng hỷ hoan, hãy hát sướng lên ca tụng Chúa Trời. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia, Alleluia. Đã công bố nguồn ơn cứu độ trước mặt toàn dân. Bài ca mới hát ngợi khen Chúa Trời, một bài ca chúc khen Ngài muôn đời, vì Ngài đã tác tạo nhiều kỳ công, tay hữu Ngài đã chiến thắng bao oai hùng. Chúa đã công bố nguồn ơn cứu độ trước mặt toàn dân. Ngài ban xuống đầy nguồn ơn cứu độ,
cùng ngàn dân chứng minh lòng công bình. Niềm thành tín nhân từ Ngài không quên, ban phúc lành cùng khắp xứ Israel. Chúa đã công bố nguồn ơn cứu độ trước mặt toàn dân. Dày nhân thế ngắm nhìn ơn cứu độ, tỏa dòng lan khắp nơi cả dương trần. Địa cầu hỡi chúc tùng ngợi khen Chúa, ca sướng lên đàn hát hy hoan vui mừng. Chúa đã công bố nguồn ơn cứu độ trước mặt toàn dân. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 6 Phục sinh 5B Thánh Vịnh 97. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin chào quý vị.